Thiên An chính thức đáp trả khi bị Tố bắt cá hai tay, Tố ngược doác Chu Cấp thiếu tiền cho con. Hơn một năm kể từ thời điểm vướng scandal, sự nghiệp của doác xuống dốc trầm trọng. Các ca khúc không còn viral, hình ảnh bị chê kém thẩm mỹ và bị công ty quản lý mới quay lưng. Tuy nhiên, tai tiếng nhất vẫn là việc ngoại tình và Chu Cấp mỗi tháng 5 triệu cho con gái. Tưởng chừng mọi việc đã đi vào quên lãng, tối ngày 3 tháng 12, mạng xã hội rần rần khi đào lại drama tình ái giữa Doác và bạn gái cũ Thiên An một thời. Bài phốt hàm ý Tố Thiên An bắt cá hai tay, vừa hẹn hò với người đàn ông đã có vợ nhưng vẫn qua lại với Doác. Đặc biệt, một số tài khoản còn minh oan cho thần tượng khi cho rằng Doác Chu Cấp cho mẹ con Thiên An 10-15 triệu, chứ không phải 5 triệu như netizen lầm tưởng. Trước những đồn đoán sai sự thật, chiều 4 tháng 12, đích thân Thiên An đã làm rõ ồn ào. Nữ chính MV Sóng Gió khẳng định không quen biết người đàn ông tên T đã có gia đình, đồng thời chỉ ra nhiều điểm vô lý trong đoạn chat trên. Thiên An cho rằng kẻ xấu đã tạo tài khoản giả mạo rồi mạo danh mình nhằm mục đích bêu dếu. Vấn đề cho rằng mình quen một người tên T khi đang trong một mối quan hệ khác thì mình xin khẳng định là không có chuyện đó xảy ra. Mình là người được nhiều người theo dõi nên hình ảnh hay thông tin của mình được cung cấp trên mạng là một việc rất bình thường, kể cả địa chỉ nhà mình vì lúc trước nhà mình có mở quán ăn. Trong câu chuyện mọi người nói là mình và anh T quen nhau lâu rồi, nếu mình thật sự có qua lại với người tên T kia thì không tránh khỏi việc sẽ gặp nhau hẹn hò, gọi điện thoại FaceTime với nhau, nhưng vì không hề có chuyện đó nên không tồn tại bất cứ hình ảnh nào. Chuyện mình qua lại với T là hoàn toàn không đúng sự thật. Trong những tin nhắn với anh T chỉ toàn là hình ảnh, ngoài ra không có bất kỳ thông tin gì xác nhận người đang qua lại với anh T là mình, Thiên An. Còn tin nhắn trên là cuộc nói chuyện giữa mình và chị vợ anh kia trao đổi, lúc đó mình mới biết chuyện bị mạo danh, ai đó đã sử dụng thông tin của mình để liên lạc, nhắn tin với T. Người tên T này và mình, Thiên An, không hề quen biết nhau ngoài đời thực. T chỉ chat với kẻ mạo danh nào đó trên danh nghĩa là mình và mình cũng lên bài đính chính mình chỉ sử dụng những tài khoản trên có ảnh. Đừng dựa vào một page không rõ nguồn gốc đăng những thông tin sai lệch. Sẵn dịp nhắc đến vấn đề tiền bạc, Thiên An nói rõ từ tháng 3 năm 2022 thì Doác đã không gửi tiền Chu Cấp cho con. Thậm chí có tháng gửi thiếu nên tháng sau phải gửi bù thêm, hoàn toàn không có chuyện 10-15 triệu như lời đồn, Thiên An chia sẻ. Cuộc sống hai mẹ con ban đầu tuy vất vả nhưng hiện tại đã dần ổn định, vì vậy cô không muốn nhắc tên và cắt đứt liên lạc với bố của con gái mình. Cuối tâm thư, Thiên An hy vọng mọi người có thể ngưng bịa đặt, làm ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của bé Son. Về phần tiền Chu Cấp, mình xin nhắc lại một lần cuối cùng về việc này là phía gia đình bạn kia đã ngừng Chu Cấp hơn nửa năm nay rồi ạ. Lần cuối cùng mình nhận được Chu Cấp nuôi con là vào tháng 3 năm 2022. Trong phần tin nhắn chuyển khoản đính kèm, mọi người có thấy có tháng mình nhận được 8 triệu là vì tháng trước không gửi nên dồn lại chuyển một lần 8 triệu. Phần 7 triệu cũng tương tự như thế, tháng 10 không gửi nên tháng 11 gửi 7 triệu. Và thông tin mẹ bạn ấy Chu Cấp 5 triệu, bạn ấy Chu Cấp 10-15 triệu là hoàn toàn không có. Xin đừng thêu dệt thêm những vấn đề xung quanh chuyện này nữa. Mình và gia đình bạn ấy đã không còn liên quan bất cứ điều gì nữa. Mấy ngày qua mình đã bị tấn công vì thông tin bịa đặt, nhiều người không tìm hiểu rõ ràng mà chỉ dựa vào thông tin đang trôi nổi trên mạng để công kích, vu oan cho mình. Mình đã thu thập các thông tin liên quan đến fanpage Yêu Bóng Đá Việt Nam để tiếp tục làm việc với luật sư. Việc vô duyên vô cớ đăng thông tin không kiểm chứng, vu oan cho mình từ fanpage này là việc làm sai trái gây ảnh hưởng đến danh dự của mình. Mình sẽ tiến hành các hoạt động pháp lý cần thiết nếu như fanpage này không gỡ bỏ bài đăng sai sự thật. Đồng thời xin lỗi mình công khai. Mình không biết bài đăng với mục đích gì nhưng mình cảm thấy nó rất là độc ác với mình và em bé nhà mình. Mình có vô tình thấy một số bình luận không hay về vụ việc. Cụ thể, mọi người comment nói qua nói lại bé Son, dù hiện tại cô bé đang có cuộc sống rất vui vẻ với mẹ. Mọi người có thể không thích mình vì một lý do nào đó, nhưng xin đừng làm tổn thương đến bé một lần nào nữa. Mình đã và đang cố hết sức làm tròn trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ bé. Mình mong rằng mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đây. Những điều cần nói mình cũng đã nói hết. Trước khi bị Thiên An tố Chu Cấp thiếu tiền cho con thì mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh Doác được cho là trong một hoạt động tại quê nhà Bến Tre. Được biết đây là một hoạt động giao lưu thể thao do chính Doác khởi xướng và đồng tổ chức. Đồng thời, nam ca sĩ cũng gửi tặng một số phần quà đến các hộ gia đình khó khăn tại nơi đây. Doác xuất hiện trong diện mạo bảnh bao với bộ suit đắt tiền, được nhân viên cầm ô che nắng trên suốt đường đi. Đặc biệt, chiếc xe G63 đưa Doác đến địa điểm làm từ thiện cũng gây chú ý không kém. Khi những hình ảnh này được chia sẻ lại trên mạng xã hội, đã thu hút bình luận trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng giọng ca ngôi sao cô đơn đang màu mè quá mức cần thiết trong hoạt động thiện nguyện. Một số bình luận còn nhắc đến scandal 5 triệu ồn ào một thời.
Đang ở thời điểm nhạy cảm, sự xuất hiện này của Jack khiến dân tình không khỏi tranh cãi. Dư luận chia thành hai chiều, một số chê bai nam ca sĩ làm màu quá phô trương, kèn trống. Số còn lại tỏ thái độ không mấy quan tâm, miễn sao Jack có đóng góp tích cực cho cộng đồng. Giống như nhiều nghệ sĩ, Jack thường xuyên tổ chức các hoạt động từ thiện, có đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Đợt dịch năm 2020, Jack đứng ra quyên góp và tự trao số tiền ủng hộ phòng chống Covid-19 và hạn mặn ở Bến Tre, số tiền 500 triệu đồng. Được biết vào tháng 8 năm 2021, Thiên An lên tiếng thừa nhận việc Jack có con với cô và hé lộ quen được hơn 2 năm. Chia tay sau 1 tháng, cô hạ sinh con đầu lòng với nam ca sĩ. Cô đăng ảnh trong thời gian mang thai và hé lộ cận mặt con gái. Cụ thể trong tâm thư, Thiên An kể chuyện tình cặp đôi được gia đình chấp nhận. Bạn bè hai bên cũng đều biết sự hiện diện của nhau. Tụi mình có một bé gái xinh xắn chào đời vào ngày 1 tháng 4 năm 2021, nhưng trong quá trình yêu nhau, mình và anh ngày càng bất đồng quan điểm và không còn tiếng nói chung, nên khi mình sanh son, tên ở nhà, được 20 ngày thì cũng chấm dứt mối quan hệ với anh vào ngày 22 tháng 4 năm 2021, Thiên An cho biết. Lý do khiến cặp đôi chia tay vì những cô người yêu cũ của anh trong lúc mình mang thai đã bắt đầu liên hệ với mình. Mình cảm thấy hụt hẫng và đau lòng hơn khi hơn một năm qua, mình bị lừa dối và bị xem thường đến thế. Nếu như các bạn gái kia không liên hệ thì mình vẫn còn mong rằng tương lai mình và anh sẽ quay lại và cùng nhau chăm sóc con gái đầu lòng của chúng mình. Thật ra những cô gái kia cũng như mình, cũng không biết mình bị lừa dối, cũng bị tổn thương. Nếu không nhờ các bạn ấy thì không biết mình sẽ bị lừa dối đến bao giờ. Thiên An cho biết cô khá sốc khi phát hiện mình bị cắm sừng trong suốt thời gian cả hai bên nhau. Đáng nói Jack không kể cận và chăm sóc cô trong suốt thai kỳ, Thiên An khẳng định việc chọn nhầm người và đau đớn vì khiến đứa bé không có được tình thương hoàn hảo từ cả cha lẫn mẹ. Cô nói, mình đau vì mình chọn nhầm người, đau hơn là đã khiến con mình trở thành một đứa bé không có sự quan tâm của ba từ lúc mẹ bầu cho đến lúc lọt lòng. Từ lúc biết mang thai, tất cả mọi thứ mình đều làm một mình, từ khám thai, đi làm cho đến việc đi sanh con cũng vậy. Mình thông cảm cho công việc của anh áp lực nên không dành thời gian cho mẹ con mình, nhưng anh lại dành thời gian cho 2-3 cô gái khác thì được.